Dạ, kính thưa quý vị, đây là chương trình phân tích thời sự trong tuần. Phụ trách chương trình ngày hôm nay, thưa quý vị, gồm có anh Vi Biên và chúng tôi Vi Anh. Cái đề tài có tính cách tiếu lâm mà không thể không phân biệt được là Việt Cộng, Cộng sản Việt Nam. Dân không có bầu mà trở thành dân biểu. Hồi đó giờ thì họ nói đảng cử dân bầu, tức là đảng cử ra rồi dân phải bầu, hình thành, họ không gọi là dân biểu mà họ gọi là đại biểu nhân dân hay là đại biểu quốc hội. Kỳ này có hai cái trường hợp, đảng không có cử, dân không có bầu, mà ông Đinh La Thăng, bí thư thành ủy thành phố Sài Gòn, sau khi mất cái chức đó thì trở về vẫn được làm đại biểu quốc hội của tỉnh Thanh Hóa, không có một cái người dân Thanh Hóa nào bầu hết. Cái thứ hai là ông chủ tịch một cái đoàn thể lớn của Cộng sản là ông Nguyễn Thiện Nhân ha. Ông này người Nam dân Bến Tre mà không biết tại sao tên Nhân mà không tên Nhân, lạ. Bởi vì người Nam thì thường thường tên Nhân chứ không có tên Nhân. Thì ổng là Nguyễn Thiện Nhân. Thưa quý vị, ổng đại biểu tỉnh Trà Vinh, đại biểu quốc hội tỉnh Trà Vinh, ổng Mặt trận Tổ quốc. Bây giờ được cử làm bí thư thành ủy Sài Gòn, rồi đương nhiên trở thành dân biểu. Rồi mà cái này mới hách nữa thưa quý vị, là trở thành trưởng đoàn đại biểu của thành phố Hồ Chí Minh, tức là một cái đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh đó, ít nhất là cũng phải 20 người. Nó ngon lành vậy. Thành ra chúng ta phân tích thử coi tại làm sao và làm bằng cách nào mà Cộng sản, thưa quý vị, biến những cái người mà quốc hội theo cái ý của mình, mà trong nước bà con cô bác gửi thơ và nói chuyện với tôi bằng email, nói là ôi ông Vi Anh ơi, chú Vi Anh ơi, hơi nào mà bàn cái chuyện đó. Họ đó là cái nghề của họ mà, thưa quý vị, họ làm cái chuyện ruồi bu là cái chuyện hàng ngày, cái chuyện thường ngày của huyện. Đó là cái đề tài nên chúng tôi sẽ phân tích. Nhưng mà trước khi đi vào phân tích, xin phép quý vị cho chúng tôi đi 4 cái tin, 2 tin đầu do anh Trần Duy Biên sẽ đi. Vâng, kính chào quý vị. Bản tin đầu tiên chúng tôi xin cứ gửi quý vị là hàng không mẫu hạm Reagan rời Nhật Bản tuần tra Biển Đông. Hàng không mẫu hạm US Ronald Reagan đã xuất phát từ căn cứ hải quân Yokosuka tại tỉnh Kanawha, Nhật Bản ngày 16 tháng 5 2017 để tiến hành tuần tra thường niên tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, chuyến tuần tra năm nay diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực vì chương trình hỏa tiễn đạn đạo và hạt nhân của Bắc Triều Tiên và tranh chấp chủ quyền lãnh hải tại Biển Đông. Tin thứ hai, bảo hộ mậu dịch cản trở quan hệ thương mại Mỹ-Việt. Chiến tranh Việt Nam đã kết thúc đúng 42 năm. Hai kẻ thù cũ là Washington và Hà Nội đã bình thường hóa quan hệ từ lâu và bang giao giữa hai nước đã đặc biệt phát triển mạnh dưới thời Tổng thống Barack Obama. Trong bối cảnh Hoa Kỳ xoay trục sang châu Á và can dự nhiều vào vấn đề Biển Đông. Thế nhưng, nay đang có nhiều quan ngại là chính sách bảo hộ mậu dịch của Tổng thống Trump sẽ cản trở mối quan hệ thương mại Mỹ-Việt. Tin tiếp theo, Mỹ bổ nhiệm thẩm phán đặc biệt điều tra nghi án Nga. Bộ Tư pháp Mỹ ngày 17 tháng 5 đã thông báo đã bổ nhiệm cựu giám đốc cuộc điều tra liên bang FBI là ông Robert Mueller làm thẩm phán đặc biệt để điều tra về những nghi vấn xung quanh khả năng Nga đã can thiệp vào kỳ bầu cử tổng thống 2016 theo hướng có lợi cho ông Donald Trump. Tin sau cùng, cuộc gặp của ông Tổng thống Trump với Ngoại trưởng của Nga là ông Lavrov, Nga đăng ảnh tòa Bạch Ốc bối rối.
tranh cãi hiện đang bùng lên dữ dội sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bị nhật báo Washington Post ngày 15 tháng 5 cho là đã tiết lộ các bí mật quốc phòng nhân cuộc tiếp xúc với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 10 tháng 5 vừa qua tại Tòa Bạch Ốc. Tranh cãi này đã khiến dư luận bớt chú ý đến hình ảnh cuộc gặp đó bị phía Nga công bố hôm sau trong lúc phía Mỹ hoàn toàn giữ kín. Theo báo chí Mỹ, Tòa Bạch Ốc đã bị bất ngờ và khá bối rối vì đã sơ suất để bị Nga lợi dụng. Thưa quý vị, ông Trump gặp ông đại sứ của Nga khi ông Trump đã nắm chính quyền rồi. Không có một cái luật nào, điều nào của hiến pháp có thể nói là cấm một ông tổng thống gặp một ông đại sứ của mà một cái nước Mỹ có ngoại giao. Đó. Và tin mới nhất tôi cũng bổ túc là ông tổng thống Putin của Nga đã xác nhận rằng cái cuộc gặp gỡ này không có dính líu gì tới một cái điều kiện nào gì mật cả. Đó là bốn cái tin anh em chúng tôi phân tích trình cùng quý vị. Bây giờ đi vào phân tích. Ăn quá tham, đầu vô quá nhiều, đầu ra khó nín, nên đại biểu Quốc hội của Cộng sản Việt Nam phải làm một cái chuyện rùi bu ngay trong cơ quan của Quốc hội mà người dân Việt Nam gọi là cơ quan quốc hại chứ không phải Quốc hội. Cả hai chuyện rùi bu xảy ra ngay sau khi Hội nghị Trung ương 5 khóa 12 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chấm dứt. Chuyện thứ nhất là chuyện ông Đinh La Thăng, một cộng sản Bắc Việt rặt ròng, dân Sài Gòn không bầu mà thành đại biểu Quốc hội làm trưởng đoàn đại diện cho Sài Gòn rất khách xì xèn. Vì cái miệng tá là tuyên bố tùm lum nên ông bị cách chức bí thư thành ủy, rút về làm phó ban kinh tế của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tại lại được làm đại biểu Quốc hội thanh hóa cái chức do đảng cử dân bầu trong pháp nhiệm trước. Bây giờ thì ổng không còn nữa, nhưng mà trở lại làm đại biểu Quốc hội cho tỉnh Thanh Hóa. Cái chuyện rùi bu thứ hai, thưa quý vị, là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thông báo Quốc hội đã nhất trí đồng tình chấp nhận đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân, tân bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, sẽ chuyển từ đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh về làm trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh thay cho Đinh La Thăng, dù không có người dân Sài Gòn nào bỏ cho ông một lá phiếu, mà ông Nhân vẫn trở thành đại biểu Quốc hội, là một cái điều mà thưa với quý vị, 12 con giáp không giống con nào hết ở trong chính trị. Thưa, đó là cái tình hình chúng tôi đưa cái bối cảnh ra để cùng nhau phân tích cuộc chuyện này lợi hại như thế nào và đằng sau tại sao làm cái chuyện không giống ai mà Cộng sản vẫn làm được, thưa anh. Quý vị, nói về Cộng sản Việt Nam thì phải là cũng giống như là cái câu chuyện của Nhân dân tự vệ đời xưa, nó là nhiều tập. Bởi vì như vừa nhà báo Vy Anh vừa nói rằng là cái trường hợp mà một người mà đại biểu nhân dân mà không ai bầu mà cũng làm đại biểu nhân dân, thì chúng ta trước đây thì cũng đã nghĩ rằng trong cái thời kỳ mà chuyển giao của giữa hai thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Xuân Phúc thì lại có cái chuyện, và có một cái chuyện buồn cười là cái là lúc đó thì bà Nguyễn Kim Ngân ấy cũng đang ra tranh cử Quốc hội mà chưa đậu, chưa kết quả đã là chủ tịch Quốc hội rồi. Thì đó là một cái chuyện mà quái đản, chỉ có Cộng sản Việt Nam mới thể có được. Cho nên hôm nay nói chuyện vấn đề hai chuyện rùi bu Cộng sản Việt Nam không phải là trường hợp cá biệt mới xảy ra. Trong thời kỳ Tổng Bí thư Cộng sản Nguyễn Phú Trọng từng tuyên bố rằng là cái, theo Tổng Bí thư Đảng phải là người Bắc, tức là chính vì điều đó là anh cho rằng là những tất cả ngoài miền Bắc là chắc không còn có ai có tài nữa, anh thì chỉ có người Bắc mới thể làm được. Anh nói gì không, anh nói là ông nghĩ rằng trong Nam đó
thì là không có tài, nên ông nói cái người Bắc mới có lý luận làm tổng bí thư được. Cái câu nói vô cùng hết, nghĩa là xúc phạm đến những cái người Việt Nam ở miền Nam. Thưa với quý vị, miền thì mấy ông nói thống nhất cả nước, nhưng mà chia ra Bắc Nam, mà chính ông tổng bí thư lại chia rẽ cái đó và kỳ thị cái đó. Thưa đúng, cái đó là một sự kỳ thị rõ ràng. Vì vậy mà để chọn một cái người mà là đứng đầu trong một cái thành phố Sài Gòn thì lại tức là phải đưa một người Bắc, tức là ông Đinh La Thăng vào Sài Gòn để làm bí thư thành ủy, nắm đầu tất cả các đảng viên Cộng sản ở Sài Gòn, là căn cứ địa của Nam Kỳ Cộng sản Đảng trước khi ông Hồ Chí Minh thống nhất ba đảng Cộng sản của ba kỳ. Chủ tịch Quốc hội Cộng sản thành Quốc hại nhân dân Việt Nam là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, tốt mã nhưng giá đám, đang hồi tuổi hồi xuân, thì theo danh từ Cộng sản đó là bà ấy lúc này nhất trí và đồng tình chấp nhận cho Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng hồi dương liệt lão chơi trò thượng áp hạ. Vì từ lâu Cộng sản Việt Nam đã biến Quốc hội thành quốc hại, đảng cử dân bầu, đại biểu nhân dân thành đại biểu của Đảng Cộng sản tại Quốc hội. Ứng cử viên do Đảng Cộng sản cử ra, đảng cơ cấu danh sách ứng cử viên sát số ghế quy định của đơn vị bầu cử. Bắt buộc dân phải bầu ứng cử viên nào trong danh sách cũng là đảng viên Cộng sản thôi. Cộng sản gọi dân biểu là đại biểu nhân dân, đại biểu Quốc hội, là hình thức lập lờ đánh lận con đen. Thực chất đó là đại biểu của đảng trong giai đoạn ứng cử, bầu cử và cơ cấu trước tỷ lệ đảng viên trong Quốc hội luôn cao hơn 95%. Tại đại biểu nhân dân không đại diện cho dân, vì đảng điều đảng viên ra ứng cử, chứ không phải ứng cử viên tự ra ứng cử ở địa phương mình sanh hay là mình sống trong thời gian từ 5 đến 3 năm để hiểu nhân tình thế thái, nhu cầu và nguyện vọng của dân như luật bầu cử của chế độ tự do dân chủ quy định. Chỗ này anh xin phép anh cho tôi thêm một ý gì nữa để so sánh. Như Hoa Kỳ thì cái luật bầu cử cũng vậy. Mình phải ở tại Cali này một thời gian nào đó, hoặc là sinh trưởng tại Cali, thì mới biết cái nguyện vọng nhân tình thế thái của cái vùng của mình, mình mới ra mà ứng cử được. Chứ thí dụ ông Obama, ông không có làm việc ở tại Michigan, Illinois, thì làm sao ông ra ứng cử thượng nghị sĩ đó được. Cũng như Trần Thái Văn là Jeanette Quyển, không có ở vùng Orange County thì làm sao ra ứng cử dân biểu và thượng nghị sĩ ở đây được. Cái luật của Hoa Kỳ là như vậy, rất là đúng, bởi vì mình có ở chỗ đó hay là mình sanh chỗ đó, sinh quán mình chỗ đó. Thí dụ như anh hồi xưa anh ở miền Bắc, nhưng mà anh di cư vô, anh tối thiểu phải có mặt ở cái vùng anh ở Vũng Tàu là 5 3, thường thường là 3 tới 5 năm thì anh mới được quyền ứng cử dân biểu ở cái vùng anh ở được đó. Thành ra chỉ có hai điều kiện mà người ta chấp nhận cho cái người dân biểu ứng cử là về địa phương. Một là mình phải ở một cái nơi nào đó mình làm việc 3 năm tới 5 năm, hoặc là thưa quý vị, mình sanh trưởng ngay chỗ nào thì khỏi cần tính thời gian. Đó là cái điều. Việt Nam Cộng Hòa cũng vậy, tôi ứng cử tôi biết. Tôi ở dân Cần Thơ, tôi sanh ra Cần Thơ, nhưng mà tôi qua Vĩnh Long tôi làm việc gần 5 năm trời nên tôi mới đủ điều kiện ra ứng cử tại Vĩnh Long. Cái đó là rất là đúng, mà hầu hết những cái nước văn minh, những cái thể chế văn minh dân chủ đều như thế đó, thưa anh. Tôi xin hỏi bác một câu, có phải rằng là khi mà ra ứng cử đó, thì khi mà mình đã trúng cử rồi thì mình phải thỏa mãn những nhu cầu của nhân dân tại sở tại, đúng không ạ? Cái đó cũng yes and no. Là sao? Bởi vì mình biết cái nguyện vọng đó để mình tranh đấu cho cái nguyện vọng của đơn vị của mình. Nhưng mà mình phải compromise với cái nguyện vọng của những cái tỉnh khác. Chứ mình không đòi 100% giống y như cái nguyện vọng của dân mình được. Một cái đề. Thứ hai, thứ nhất là quý vị mà ứng cử ra bên hành pháp, thí dụ ứng cử ra tổng thống như ông Trump, ông Obama, ông Bush, tôi lấy thí dụ,
Ông Bush khi ông ra ứng cử là ông chủ hòa, ông thích hòa bình, gia đình ông là gia đình hòa bình mà, thưa quý vị. Nhưng mà ông vô, ông gặp cái cuộc khủng bố 911, lần đầu tiên nước Mỹ bị tấn công trong nội địa, thì ông trở thành một cái người tổng thống hiếu chiến nhất trong hai nhiệm kỳ. Ông tổng thống Obama cũng vậy. Ông á, là cái người mà khi ra ứng cử, ông chống Afghanistan vô cùng, chống chiến tranh Afghanistan. Nhưng mà khi vô, ông được Bộ Tham mưu của quân đội, ông được Hội đồng An ninh Quốc gia, ông được CIA, DIA tường trình. Chính ông là cái người quyết định, mà chính ông Bush cũng hết hồn đó. Ông quyết định tăng cho quân cho Afghanistan 50.000 quân. Bởi vì ông thấy cái điều đó cần thiết. Thành ra nên có thể cái nguyện vọng của bà con, của bác mình phải biết. Nhưng mà mình phải compromise. Chứ đâu có thể, thí dụ anh đại diện cho tỉnh Cần Thơ, thì đâu có, anh đâu có bắt Vĩnh Long theo anh hoàn toàn. Hai bên compromise nhau. Đó là chính cái dân chủ là chỗ đó. Chính cái dân chủ là chỗ đó, thưa anh. Vâng. Còn một vấn đề câu hỏi nữa. Bây giờ thế này, khi người ta hỏi rằng ta, với đề khi mà trong một chính phủ thì phải có, tức là có hành pháp, lập pháp, tư pháp. Người Cộng sản Việt Nam họ cũng nói rằng họ cũng có hành pháp, lập pháp, tư pháp. Vậy thì giữa cái hành pháp, tư pháp, lập pháp của giữa Cộng sản Việt Nam và thế giới Tây Phương khác nhau ở chỗ nào? Cộng sản thì nó nói láo hoàn toàn, chứ có gì đâu. Nó nói có mà không có làm. Thực sự mà nói, nó chỉ có một cái cơ quan độc tài đảng trị toàn diện lên trên hết xã hội Việt Nam. Mà cái điều hiến pháp của họ, họ có ghi đó là điều 4. Họ chiếm được chính quyền rồi, họ cứ tự giành cái quyền đó. Nghĩa là cái đảng Cộng sản là cái đảng, nghĩa là thống trị hoàn toàn, không có hành pháp, lập pháp, tư pháp gì hết. Tại sao? Chứng minh. Thưa quý vị, quốc hội đó thì đảng cử dân bầu. Ông tòa thì cũng là cái người gốc công an, là cái người trong đảng đưa ra làm tòa án. Và ông tòa, còn bên kêu bằng nhà nước, thì như ông chủ tịch nước thì cũng nằm, hay là tổng thủ tướng của Cộng sản thì cũng nằm trong bộ chính trị của đảng Cộng sản. Thì chúng ta thấy đảng Cộng sản nó cơ, nó ôm đồm, nó ôm hết, đâu có một cái đảng phái nào có trong nước được. Cái đó là cái chuyện thấy rõ. Nên nhiều người không biết, thứ nhất là những cái người trẻ ở Mỹ này tưởng đâu ở nước nhà mình, nghĩa là cũng có hành pháp, lập pháp, tư pháp, và cũng có bầu cử đàng hoàng như vậy. Thưa quý vị, có hiểu lầm hết sức là tai hại. Vì không có kinh nghiệm Cộng sản, sanh ra sau chiến tranh không có kinh nghiệm Cộng sản. Đó là cái điều mà chúng ta thấy kỳ này họ làm cái chuyện này đó. Thưa quý vị, anh em chúng tôi dùng cái chữ rùi bu vì bể bạc. Một người không có một cái lá phiếu nào của dân bầu là ông Nguyễn Thiện Nhân và ông Đinh La Thăng, mà ở tại Thanh Hóa cũng như ở tại Sài Gòn, mà được làm dân biểu của Sài Gòn. Thì cái chuyện này, thưa quý vị, cái chuyện không có thể tưởng tượng được. Nghĩa nên dùng cái chữ rùi bu kiến đậu cũng là đúng lắm. Xin quý vị đừng rời máy. Sau vài phút thông tin thương mại, anh em chúng tôi sẽ phân tích những cái chuyện có gì sẽ là tiếu lâm, nhưng mà Cộng sản cố thực hiện. Bởi vì họ có tiếu lâm như vậy thì họ mới có thể giành được cái quyền cai trị của cả nước.